Thưa quý vị khán giả, thưa các đồng chí, lường trước những khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mục tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 05 ngày 29 tháng 4 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025. Quyết tâm thực hiện hiệu quả chỉ thị này, huyện Nho Quan đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn đảng bộ huyện kết nạp được từ 1.000 đảng viên trở lên, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở, làm tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tính đến tháng 6 vừa qua, Nho Quan là đơn vị nằm trong top đầu toàn tỉnh về số lượng đảng viên mới kết nạp. Hiện Nho Quan có 73 tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, xem đây là yêu cầu khách quan thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của đảng. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại các đảng bộ, chi bộ hàng năm. Điều này cũng khẳng định nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về công tác phát triển đảng ngày càng được nâng cao. Đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ về công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, chúng tôi cũng phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các chi bộ để thực hiện cái chỉ tiêu của mình. Thứ hai là chúng tôi quy định rõ trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ cũng như là cấp ủy chi bộ và đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng. Thứ ba, chúng tôi lấy căn cứ, lấy kết quả chỉ tiêu kết nạp đảng làm căn cứ để đánh giá xếp loại chi bộ cũng như là cá nhân phụ trách. Với việc cụ thể hóa các quy định, yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ xã Xích Thổ đã nghiêm túc quán triệt đến các chi bộ, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh kết nạp đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên. Đây là giải pháp quan trọng để từng bước khắc phục tình trạng già hóa đảng viên hiện nay ở hầu hết các chi bộ ở Xích Thổ. Tôi luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ do chi bộ đề ra và bản thân tôi luôn luôn cố gắng dìu dắt các bạn đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ để có nguồn kết nạp đảng. Công tác xây dựng đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Muốn đạt được thì phải tìm tạo nguồn. Các cái chi hội mà gửi danh sách lên là chúng tôi kịp thời là cấp ủy họp bàn xem xét và cũng cử người giúp đỡ ngay từ những ngày đầu, tạo môi trường để người ta phấn đấu. Đại hội Đảng bộ xã Xích Thổ lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều chỉ tiêu, trong đó nhiệm vụ phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các chi bộ, tổ chức đoàn thể triển khai bằng những giải pháp cụ thể. Các đồng chí tân binh đã trở về địa phương, phần lớn các đồng chí đã được giáo dục cái là 4 bài cái chính trị cơ bản khi được vào lính. Có đồng chí là trong quá trình là đi bộ đội về thì đã học lớp đối tượng nhưng lại chưa kết nạp vì chưa đủ thời gian. Thì về chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và vận động. Tôi tin rằng là cái tốc độ phát triển đảng viên ở cái hội cựu chiến binh và đặc biệt là cái câu lạc bộ cựu quân nhân sẽ là đạt và vượt chỉ tiêu. Mỗi đoàn thể, một cách làm đã góp phần quan trọng trong việc cùng đảng bộ xã từng bước gỡ khó trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Cấp ủy chi bộ phối kết hợp với lại ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động giáo dục tư tưởng cho tất cả đoàn viên hội viên, thì cơ bản đoàn viên hội viên thì cũng đã có cái nhận thức rất tốt về vai trò của tổ chức đảng. Và trong năm 2021 thì chúng tôi đã hoàn thiện xong hồ sơ cho kết nạp cho một đảng viên mới và chúng tôi cũng đang giới thiệu và một quần chúng ưu tú đi học lớp quản tỉnh đảng để tạo nguồn cho năm 2022. Huy động sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Xích Thổ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, hiện đang hoàn thiện 3 hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp trong 6 tháng cuối năm.
tạo nguồn từ các hội đoàn thể để phát triển đảng viên cũng là giải pháp mà Đảng bộ xã Kỳ Phú đang chỉ đạo thực hiện để đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Từ việc tích cực vận động, tạo nguồn trong đoàn viên, hội viên, các đoàn thể, nhận thức của quần chúng, nhất là thanh niên, người dân tộc đã được nâng lên, họ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương để khẳng định năng lực bản thân, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng. Mỗi đoàn thể ít nhất một năm là phải tạo nguồn được một đoàn viên ưu tú, có cái sự kiểm tra giám sát rất là sát sao. Thế thì đến hiện nay thì 6 tháng đầu năm thì Đảng bộ xã Kỳ Phú đã kết nạp được 7 đảng viên. Thì theo nghị quyết của đại hội thì đã vượt một chỉ tiêu. Đảng bộ huyện Nho Quan còn chú trọng mở rộng đối tượng kết nạp đảng trong thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ và học sinh các trường trung học phổ thông. Làm tốt việc tạo nguồn trong lực lượng này đã góp phần tăng số lượng đảng viên được kết nạp của toàn huyện. 6 tháng đầu năm, huyện Nho Quan đã kết nạp được trên 40 đảng viên là học sinh thanh niên, chiếm 26% trong tổng số đảng viên mới được kết nạp. Trong cái kế hoạch hoạt động của chi bộ thì đưa cái công tác kết nạp đảng viên và cái đối tượng là các em học sinh là làm thành một nhiệm vụ quan trọng, để giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên, cho các đồng chí đảng viên là giáo viên quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ các em học sinh, tạo điều kiện để cho các em được phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức cũng như là rèn luyện về học tập và tham gia các cái hoạt động, và từ đó các em có cơ hội để càng ngày càng trưởng thành đủ tiêu chuẩn để được đứng trong đội ngũ của đảng. Được kết nạp vào đảng thì là một vinh dự to lớn đối với là em, nhất là đặc biệt là trong khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường trở thành một đảng viên thì em phải cố gắng nhiều hơn, không chỉ là ở trong môi trường đại học tiếp theo mà ngay trong hè này thì em cũng tham gia vào các cái hoạt động ở xã, ở thôn. Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ huyện ủy, sự vào cuộc tích cực của các đảng bộ, chi bộ, các đoàn thể, Đảng bộ huyện Nho Quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phát triển đảng viên. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã phát triển được thêm 180 đảng viên mới, đạt trên 90% chỉ tiêu năm 2021. Nho Quan cũng là đảng bộ đi đầu trong khối các huyện trên địa bàn tỉnh về số lượng phát triển đảng tính trong nửa đầu năm nay. Số lượng đảng viên tăng ổn định theo từng năm là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện nâng cao hơn năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sự tiên phong đi đầu của đội ngũ đảng viên trên mọi lĩnh vực đã và đang là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của đông đảo quần chúng nhân dân, cùng với huyện thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua, cũng như trong 6 tháng đầu năm 2021. Xã Kỳ Phú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, của huyện, thì xã cũng cần huy động nguồn lực lớn trong dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, nhất là tiêu chí thu nhập, xây dựng cơ sở vật chất. Những con đường tại các thôn bản của xã Kỳ Phú hôm nay đã thực sự đổi khác. Mặt đường rộng gấp đôi trước, khang trang hơn. Kết quả này chính là sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân, tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường, mà đi đầu chính là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây chính là lực lượng chính tiên phong thực hiện hiến đất, đóng góp tiền của làm đường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hộ gia đình được phân công phụ trách thực hiện làm theo. Kết quả, đã có gần 240 hộ gia đình hiến trên 60.000 mét vuông đất, tháo dỡ tường rào công trình làm đường giao thông, đã huy động được trên 2.600 ngày công. Bình quân mỗi khẩu đóng góp 1,5 triệu đồng để hoàn thành bê tông hóa trên 23,6 km đường liên thôn, bản. Tỷ lệ đường ngõ xóm, đường trục chính, nội đồng được bê tông cứng hóa cũng đạt tỷ lệ 100%, đưa Kỳ Phú hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì trước tiên là đảng viên trong chi bộ chúng ta phải nhận thức rõ cái nhiệm vụ cũng như là cái trách nhiệm của bản thân mình trong cái thực hiện công tác tuyên truyền vận động bà con hiến đất, đóng góp công và tiền của. Đoạn đường thì nó cũng ngắn thôi, cũng gần 4 cây số, nhưng mà chỉ giải tỏa như vậy là chỉ một buổi rưỡi. Mọi người dân cũng đều hiến đất là có con đường đẹp rồi. Thì cũng tuyên truyền cho bà con hội viên tới đây là cũng phải
dòng hoa theo cái dọc đường này và làm cái đường điện, cái thắp sáng đường quê để cho nó sạch đẹp và nó sáng sủa hơn nữa. Cùng với đó, Đảng bộ xã cũng đã chỉ đạo các đoàn thể, chi bộ đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương, nâng cao tiêu chí thu nhập. Trong đó, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cũng luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu. Tổng số cái đảng viên nâng lên thì trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo thuận lợi hơn. Và khi mà đảng viên ấy là được phân công trong cái vai trò là phụ trách hộ gia đình thì cái công tác vận động, tuyên truyền vận động bà con nhân dân thì nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Là đảng viên, bí thư chi đoàn Bản Xanh, đồng chí Quách Văn Hồng luôn năng nổ, tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng lợi thế diện tích đất rộng, địa hình cao, nguồn thức ăn dồi dào cho chăn nuôi, người bí thư chi đoàn này đã đầu tư phát triển nuôi hươu, nuôi ong, trồng sim rừng, cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Từ hơn 20 con hươu và 170 đàn ong này thì thu nhập trung bình một năm là khoảng 300 triệu. Mình là người đi trước, có kinh nghiệm vẫn truyền đạt lại. Có khoảng 4 đoàn viên thanh niên là cùng làm cái như mình rồi. Phát triển đảng viên trẻ mới tiếp cận với khoa học kỹ thuật là những đầu tàu của chi bộ và của thôn bản về phát triển kinh tế, làm cái gương và làm các cái mô hình mẫu để cho đảng viên trong chi bộ nói riêng và trong nhân dân bản nói chung được đến thường xuyên đến có những cái trao đổi học tập kinh nghiệm. Đời sống của nhân dân bà con đã gấp 4 lần cái thu nhập năm 2012. Tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, phong trào phát triển trang trại gia trại đang được nhân dân triển khai khá hiệu quả. Đi đầu trong các phong trào này chính là đội ngũ cấp ủy các chi bộ và đảng viên. Bản thân tôi là một đảng viên thì là cũng thực hiện chủ trương của chi bộ là phát triển gia trại thì về cũng đẩy mạnh về cây cối chăn nuôi. Xung quanh đây thì họ cũng thấy mình trồng chăn sóc được thì là họ cũng làm, họ có hỏi kinh nghiệm thì mình cũng chia sẻ. 3 năm trước, anh Bùi Ngọc Tân, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Hồng Quang, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan đã học tập kinh nghiệm về trồng thử giống nhãn muộn Hưng Yên, kết hợp đào ao thả cá, trồng thêm một số loại cây ăn quả khác, mang lại nguồn thu nhập khá cao. Cách làm của anh đã mở ra hướng đi mới cho nhiều bà con trong thôn. Phong trào xây dựng mô hình gia trại trong thôn càng phát triển và hiệu quả, giúp tăng thu nhập, giảm nghèo. Mé bên vườn bên kia thì còn một vườn bưởi. Và như gia đình mình đây thì có nuôi thêm con lợn, con bò, cá. Mỗi một năm thì cũng cho thu hoạch khoảng vài trăm triệu. Tiên phong đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống, đảng viên trong đảng bộ huyện Nho Quan đã và đang có những đóng góp không nhỏ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực tế này một lần nữa càng khẳng định vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Quý vị, các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn.